tuổi, một cầu thủ 22 tuổi và ba cầu thủ mới 20 tuổi. Trước đó đã đặt cược trận đấu của đội nhà gặp câu lạc bộ Đà Nẵng tại cúp. Đó, nhóm cầu thủ này đá dưới sức.
Thank you.
Các thí sinh tham gia 9 gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học. Công tác coi thi, chấm phúc khảo đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo đúng quy định và đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng. Kết quả có 320 thí sinh.
Thank you.
giải hội golf của năm thuộc về hội golf Hà Nội. Khi mà các gia đình đưa trẻ đến thì trẻ thường ở cái tình trạng như thế nào ạ? Khi mà trẻ can đối với 5 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng hạng nhất của địa phương. Ở nhà thì điều trị tuổi, một cầu thủ 22 tuổi và 3 cầu thủ mới 20 tuổi. Trước đó đã đặt cược trận đấu của đội nhà gặp câu lạc bộ Đà Nẵng tại cúp. Đó, nhóm cầu thủ này đá dưới sức. Kết quả là câu lạc bộ Đà Nẵng thắng chung cuộc 3-1. Sau khi kết thúc trận đấu, ban nó cá cược nên đã báo cáo lãnh đạo câu lạc bộ và VFF. Không loại trừ hỏi này cũng rất là thú vị. Vì ta ở một cái nghiên cứu ở Đại học Yale, người ta thấy là khi trời lạnh hơn thì virus nó sản sinh nhanh hơn, phát triển dễ dàng hơn, khoảng là 33 độ mà nhiệt độ cơ thể là 37 độ.